Thầy đi đâu mà thầy? Thầy đến là thầy ơi. Ôi thầy bây giờ mới đến à? Ở nhà chờ lâu quá. Đi đạp Phật. Đi đạp Phật. Thầy vào uống nước. Con đây con ra tiếp đón cho thầy đi. Đón lễ cho thầy đi con. Cầm cầm vào thầy đi con ơi. Chân chân nào thế đi. Thì cùng lắm ma của con ạ. Ôi tối quá đi, để chết khổ. Ở đây điếu này. Thầy ơi, phải vác cái điếu của thầy đi ở. Có. Rồi tối tăm quá. Đây này chó nó đuổi chạy mất cả dép rồi con ạ. Khổ thân thầy. Ôi khổ quá. Láo của thầy là bị chó đuổi. Thầy biết sớm rồi con nhá. Dạ. Con là nghiệp nặng quá thì thầy biết ba ná. Dạ. Thầy là con ra chưa mặc cục quần. Ôi ôi cổ thầy. Thầy đến đây con cảm mình với thầy. Vâng vâng vâng. Chạy thầy. Ở đây con bắt không hả con? Không mất đâu thầy ạ, thế để yên tâm. Yên tâm, không mất được đâu. Dạ nhà con an ninh trật tự lắm này thầy. Thế bảo mẹ cháu có cái khóa ra khóa thầy cái. Có cái khóa ra khóa, khóa thầy. Dạ con lấy khóa thầy nhá. Không để khóa đâu thầy ạ. Thầy thầy con lấy khóa nhá. Ồ thầy con lấy cái khóa khóa xe cho thầy cái nhá. Có cái xe này chết ấy. Đi cùng năm ma về muộn quá tang đâu. Chết đêm, khổ quá. Thế đây thế nào chứ đệ. Khổ quá thầy, thật cẩn thận quá. Cái xe đó. Đấy, con khóa chắc rồi thầy nhá. Cả nhà và cả cửa thầy cũng sẽ đạp mini quý. Hà con ơi, thấy khóa nhà nó mà nhấp mất làm thế nào con? Thế phải xích lại thầy ạ. Này nó mở khóa rồi lấy mất thì chết nhỉ.